Diệu Nhi xót xa cô bé lớp 7 bị bạn bắt nạt. Ai bắt chuyện trước là cúng, mua đồ 900k trả 500k thôi. Diệu Nhi Phương Mỹ Chi xót xa vụ câu chuyện của cô bé lớp 7. Có bạn thân bị bắt nạt và đưa ra lời khuyên chuẩn không cần chỉnh trong tập 14 chương trình thiếu niên nói 2020. Xuất hiện trong tập 14 chương trình thiếu niên nói 2020. Cô bé Xuân Mai, học sinh lớp 71 trường quốc tế Bắc Mỹ đã quyết tâm lấy hết dũng khí để đòi lại công bằng cho cô bạn thân tên là Tiffany hay bị bạn bè bắt nạt của mình. Tiffany là có tính cách hiền lành và ít nói, nên nhiều lần bị các bạn trong lớp trêu chọc, nhưng cô bé lại chẳng chịu chia sẻ cảm xúc của mình. Số Mai cho biết, một trong những trò bắt nạt đó là, bạn nào bắt chuyện với Tiffany trước sẽ bị xem là một con cúng con. Chính vì vậy, cả giờ nghỉ trưa, không một ai trò chuyện cùng Tiffany và cô bé cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cho đến khi người bày ra trò bắt nạt này giải thích và xin lỗi, thì Tiffany mới nhận ra. Khi nhìn thấy cô bạn thân bị như vậy, Xuân Mai rất bức xúc và lo lắng. Một lần khác, Tiffany tiếp tục bị nhóm bạn chơi chung của mình chèn ép quá đáng. Những người bạn này nhờ cô bé mua áo hoodie ở tận Hàn Quốc với giá khoảng 900.000 để làm áo nhóm. Nhưng đến khi thanh toán lại thì chỉ trả một nửa số tiền vì cho rằng 500.000 cho một chiếc áo là được rồi. Vì tính cách vốn hiền lành, nên dù được Xuân Mai nhắc nhở như vậy là không đúng, nhưng Tiffany cũng chỉ đơn giản cho qua và không nhắc đến nữa. Bên dưới bục dụng khí, em là một trong những người bạn từng đối xử chưa thân thiện với Tiffany giải thích. Bản thân mình cũng không muốn tham gia vào việc vì này vì mình biết sẽ làm bạn ấy buồn. Mình cũng đã cố thuyết phục Tiffany, nhưng không biết làm thế nào để nói. Trò đùa của trẻ con thường bắt đầu từ suy nghĩ vô tư nhưng không biết rằng đôi khi sự cô lập và phân biệt đối xử lại mang đến một tác động rất lớn đến người khác đặc biệt đối với một cô bé ít chia sẻ cảm xúc và sống nội tâm như tiffany điều này có thể tạo nên vết thương tâm lý lâu dài lắng nghe câu chuyện của hai bạn nhỏ mc diệu nhi và phương mỹ chi hiểu được rằng vấn đề đơn giản là các bạn chưa hiểu nhau và chưa chịu nói lên suy nghĩ của mình để mọi người xung quanh có thể thấu hiểu hy vọng rằng xuân mai tiffany Em và những người bạn của mình sau này hãy thường xuyên chia sẻ suy nghĩ của mình khi gặp phải những hiểu lầm, hay có bất kỳ rắc rối gì xảy ra để cùng nhau vượt qua và viết nên nhiều trang kỷ niệm thật đẹp tuổi học trò. Đừng quên đón xem tập 15 chương trình Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020 trên kênh VTV3.